Chị chúc mà theo cái khóa này á, như vậy á, với học phí là quá rẻ như vậy thì chị mới bắt đầu tìm hiểu. Thì chị chúc này có giỏi công nghệ không? Chúc này theo như chị ấy, công nghệ có giỏi không? Giỏi công nghệ không? Không, Ừ, không giỏi công nghệ. chị chúc, tức là cũng giống như nha, bọn chị làm về chứng khoán À. thì thực thực sự với lại là thầy Duẩn á, là rất là nhiều người nghĩ rằng á, là dân tài chính mà À. thì sẽ rất là giỏi về công nghệ, nhưng mà Vâng. thực tế thì không phải vậy. Vì bản chất của đầu tư chứng khoán ấy là, thì ví dụ như là bây giờ chẳng hạn như Duẩn hay tất cả mọi người tìm đến đầu tư chứng khoán là tìm cái gì, là tìm phải tìm một cái người mà họ phải đánh giá được cái doanh nghiệp, đánh giá được cái ngành chứng khoán là năm nay có đầu tư được hay không, là Dạ. cái tiên quyết nhất. Cái thứ hai nữa là cái công ty á mà họ mua cổ phiếu đó là gì, đó là mua cổ phần, thì á là cái công ty này có đáng để đầu tư hay không đấy. Cho nên nó là cái công việc của tụi chị á từ ngày xưa đến giờ là rất là chuyên về nghiên cứu các công ty đấy, để mà À. đưa ra những cái sản phẩm tốt nhất cho khách hàng. Nhưng mà bây giờ á, thời buổi công nghệ hóa cả rồi đó, là mình tìm kiếm khách hàng á, mà thật ra ví dụ như trong đầu mình giỏi như thế nào thì làm sao người ta nhìn mặt mình mà người ta mới biết mình, mà người ta biết được, đúng không? Vâng. Cho nên á, là bây giờ là chị, anh Tân ảnh cũng đã nói rồi, bây giờ mặc dù tụi chị cũng đã lớn tuổi rồi, toàn trên 40 hết rồi, cho nên á, bây giờ nó thật với thầy Doãn nó là đưa cái mặt ra để mà like á, nó khó ghê lắm vậy đó. Rồi. Đấy, thật sự nó là như thế. Nhưng mà bây giờ để mà muốn tồn tại, mà bây giờ thấy không, 60 tuổi mới cho nghỉ hưu, Vâng. 20 năm nữa. Thế thì bây giờ nếu như Rồi. mà mình không học ấy thì mình sẽ bị đào thải Ngoài ấy. Thì nói chung á, là như thế này, ai cũng hiểu được á, là nuôi cá là phải có kỹ thuật nuôi cá thì cá nó mới lớn. Nhưng mà ngoài bây giờ mà bể mà không có cá thì nuôi cái gì, có kỹ thuật giỏi ngoài đến mấy thì ngoài nó cũng thế ngoài thôi ngoài ngoài đấy. Ừ, bản chất nó là như thế, cho nên nó là nói thật với Duẩn chứ chị cũng bắt đầu bập bẹ, và bây giờ mới bắt đầu biết đến, như hôm nay chị cũng chia sẻ cho phòng của chị cũng và nói là, thì mọi người trong phòng nhân viên chị mới hỏi chị là chị học cái khóa đó 200.000 có ra gì không chị hay không à. chị, thì chị mới bảo là thật ra cái khóa này á là cái khóa xóa mù chữ Rồi. đấy. Thế thì nếu như mà dân miền núi mà mới đi xuống á, lá thư mình không biết đọc, thì khi mà tìm đến Duẩn cái khóa này á, về biết cầm lá thư đọc thì sẽ cảm thấy là vô cùng là ngưỡng mộ. Nhưng mà nếu Rồi. như mà hỏi một bạn á là trình độ đại học rồi hỏi học cái khóa này hay không thì nó lại không không hay, cho nên là tùy cái trình độ của mỗi người đó. Nhưng mà ví dụ như chị là chị thấy hay rồi đó. Là đúng rồi đó. Thì em sẽ biết là kiểu khách hàng mình là ai đấy, em dạy những cái gì mà cho những người mới làm được trước đấy đấy. Cảm ơn chị ạ. Là này đấy, có nghĩa là có rất nhiều thứ cao siêu lắm, có nhiều thứ kinh khủng tởm lắm, nhưng mà dần dạy từ từ, tại vì kiến thức nhỏ như này, cái việc đổi tên nhá, có nhiều người chưa đổi tên được, còn chưa để được camera ngang đấy, chưa bật được cái hình lên đấy, thì dễ khác dạy sao được, em thấy không? Không, Anh nhưng em mà chỉ biết là chị nói gì ạ? chị thấy rất là hay á Duẩn. Vì Dạ. chị nói thật á, là tức là ho, là mỗi người người ta chỉ chuyên về một cái ngành nghề của mình đó. Cho nên Vâng. khi mà chị đến với Duẩn á, thì chị nói thật với em á, hồi giờ trên điện thoại chị á, là có TikTok, nhưng mà là cháu chị nó cài, là Vâng. vẫn còn tên của cháu chị, cho đến khi mà chị học Duẩn thì chị mới bắt đầu tạo tên của chị. Vâng. Chị còn không bao giờ biết Temu là gì, 1688 là gì. Hồi đầu á chị còn nghe qua là chị còn tưởng cái bọn vay nợ Vâng. F88 Vâng. cơ. Nói chung á là không biết gì đó. Còn riêng về ChatGPT á thì là do là bọn chị sử dụng hàng ngày để mà đọc dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, cho nên là cái này thì chị khá là rành rồi. À, à. Chị cảm ơn cả nhà đã lắng nghe.